Diễm vừa mới nhận được món quà từ nhãn hàng Calai. Đây chính là chiếc nồi chiên không dầu của Calai. Và bây giờ Diễm sẽ mở hộp quà này ra và hãy cùng Diễm khám phá xem chiếc nồi chiên không dầu của Calai như thế nào nhé. Đây là sau khi Diễm đã bóc xong chiếc hộp ra này. Thì bên trong chiếc hộp này có hai quyển sách. Một quyển là quyển hướng dẫn sử dụng chiếc nồi Calai Q10. Và chiếc nồi chiên không dầu Calai Q10 này có dung tích là 10 lít. Dung tích rất là lớn. Chị nghĩ là có thể nướng nguyên được một con gà này hay là một con vịt. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Và thêm một quyển sách nữa, đó chính là quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Có rất là nhiều món, nhiều lắm. Tất cả Diễm xem ở trong này là tận hơn 100 món mà mình có thể chế biến bằng chiếc nồi chiên không dầu Calai này. Vậy thì chắc chắn là tí nữa Diễm sẽ khám phá xem là có những món ăn nào để có thể mình có thể nấu ngay trưa nay để mời khách. Còn đây là những phụ kiện đi kèm với cả chiếc nồi. Hai cái này là chắc là hai cái đĩa để nướng hay gì. Lát nữa Diễm sẽ đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng. Còn đây là que để xiên này. Diễm nghĩ đây là que xiên, ví dụ như là mình muốn nướng gà hay là nướng nguyên con ấy, thì mình có thể dùng que xiên. Đây, đây chính là chiếc que xiên này. À, đây chắc là dụng cụ để lấy ra. Còn đây là chiếc que xiên, mình có thể nướng nguyên một con gà. Lát nữa sẽ cùng thử nhé. Còn đây chính là chiếc nồi chiên không dầu Calai. Yeah. Mọi người có thể thấy chiếc nồi có dung tích 10 lít cho nên là khá lớn và đựng được đồ thoải mái. Bây giờ Diễm sẽ khám phá bên trong chiếc nồi chiên không dầu này sẽ có những dụng cụ gì nhé. Wow, bên trong này có khá là nhiều dụng cụ đi kèm. Đây là một cái lồng lưới. À, tôi nghĩ là cái lồng lưới này chính là để mình chiên khoai tây. Mình để khoai tây vào đây và mình có thể chiên mà không sợ bị cháy, bởi vì sẽ quay như thế này đều sẽ không sợ bị cháy. Trong này còn nữa là có 3 chiếc khay. Đây chính là chiếc khay để hứng dầu. Khi mà đồ nướng hay là dầu mỡ chảy ra là đây chiếc khay để hứng này. Còn hai chiếc khay này sẽ là hai chiếc khay dùng để nướng đồ, nướng thịt hoặc là gì mình đặt lên chiếc khay này. Nướng thịt hoặc nướng tôm, nướng các loại. Rất là nhiều dụng cụ đúng không ạ? Ở phần trên này là có lưới. Đây là lưới chắn dầu để tránh dầu mỡ bị bắn lên cái phần mai sau ở đây. Vừa rồi thì Diễm đã khám phá xem hết các phụ kiện đi kèm với chiếc nồi chiên không dầu Calai này. Những gì Diễm đã trải nghiệm và những tính năng mà Diễm đã vừa giới thiệu với mọi người về chiếc nồi chiên không dầu Calai Q10 này thì mọi người hãy thử trải nghiệm thêm nhé. Chắc chắn là mọi người sẽ hài lòng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.